Anh Nhật Minh đến rồi ạ. Chào anh. Chào anh. Mời anh. Tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Vâng. Tôi mới nghỉ làm ở công ty bất động sản và đang tìm một công việc mới. Mời anh ngồi. Tại sao anh lại nghỉ việc ở công ty cũ? Vì không hợp nữa. Và tôi cũng muốn ứng tuyển vào vị trí phó phòng như trong hồ sơ đã ghi. Tức là anh chỉ nộp hồ sơ vào những nơi tuyển vị trí phó phòng. Với kinh nghiệm của tôi thì phải là từ vị trí phó phòng hoặc trưởng phòng. Vậy nếu không xin được vào vị trí phó phòng, liệu anh có đồng ý hạ tiêu chí xuống và làm một nhân viên bình thường hay không? Đã bao giờ anh thấy một người đã từng tốt nghiệp đại học rồi mà lại muốn quay trở lại học cấp 3 không? Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của anh và liên hệ lại sớm nhất. Dạ thưa anh, có đối tác ở công ty vận chuyển đến rồi ạ. Em tiễn khách rồi mời người ta lên đây. Dạ vâng. Cảm ơn vì thời gian của anh. Cảm ơn anh. Vì anh là người có chuyên môn nên công ty cứ yên tâm. Khi nào có kết quả em sẽ báo cho anh. Chị Lê. Chị ơi, sếp em đang chờ ở trên, chị lên đi ạ. Vâng, anh Nguyễn Nhật Minh ấy, trước là có làm ở bên công ty anh đúng không ạ? Thưa sếp, có chị Lệ đến gặp ạ. Cho anh xin một phút nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, anh ấy có đến chỗ tôi để xin vào cái chức phó phòng kế toán ấy. Sao? Tự nghỉ việc do có xích mích á? À vâng, dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, chào anh. Đến bây giờ chị mới biết anh Minh nhà chị nghỉ việc á? Cũng là phụ nữ, em hiểu chị đã phải chịu tổn thương nhiều đến mức nào. Có mỗi chuyện nghỉ việc thôi mà anh giấu chị lâu như vậy. Chuyện anh ấy ngoại tình trước đấy này, với cả chuyện chị đi đánh ghen ấy. Em nói cái gì đấy? Anh Minh nhà chị có làm gì đâu mà chị phải đi đánh ghen. Cả công ty em, ai chả biết chuyện chị đi đánh ghen rồi bị đưa về phường giải quyết. Không có chuyện đấy đâu. Mọi người hiểu nhầm với anh Minh rồi. Thế chị có biết vụ ông Minh đấm ông Đạt chảy máu mồm ở công ty chỉ vì bất mãn do không được lên chức không? Anh Minh nhà chị đánh người thật á? Vâng. Thật ra thì hôm đấy ông Đạt cũng nói mấy câu hơi quá lời về chị. Ông Minh ông nghe được, thế là lao vào đấm ông Đạt không ai cản nổi. Hôm sau sếp Vượng biết cho ông Minh nghỉ việc luôn đấy. Thật ra chị cũng buồn lắm. Em là người ngoài em còn buồn thay cho chị. Ông Minh có quá nhiều tính xấu, đã ngoại tình rồi lại còn bạo lực nữa. Không, chị buồn vì sếp bên em và cả mọi người nữa. Chỉ vì không hiểu rõ sự việc, thấy chị đi đánh ghen là nói anh ấy ngoại tình. Thế sao không nghĩ chị đi đánh ghen hộ một người khác? Còn chuyện anh Minh nhà chị đánh anh Đạt thì anh ấy là vậy. Đụng đến anh ấy thì không sao, nhưng nếu đụng vào người mà anh ấy yêu thương thì anh ấy sẽ hành động như vậy đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã nói cho chị về chuyện của anh Minh. Và chị cũng hy vọng là những điều mà chị nói hôm nay em có thể truyền giúp đến mọi người ở cơ quan giúp chị, để anh Minh nhà chị không phải mang tiếng xấu. Chào em. Anh ơi. Chiến thuật và mọi phương án đặt ra đối với một đội bóng đẳng cấp như Manchester City có thể sẽ đều không phát huy hiệu quả. Chỉ có điều ông và các học trò sẽ nỗ lực hết mình để làm sao. Và ăn cơm thôi anh. Khả năng trước một đối thủ đẳng cấp và ít nhất ghi được một bàn thắng vào lưới Manchester City giống như điều mà đội tuyển quốc gia. Anh muốn xin việc chỗ khác à? Ừ. Làm cũng gần 10 năm rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Thì thôi, đi chỗ khác cho nó lành. Đúng đấy anh ạ. Mình cống hiến cả 10 năm trời mà người ta không hiểu giá trị của mình thì thôi, chả tiếc. Người có kinh nghiệm lâu năm như anh, hiểu biết chỗ cần. Không phải lo cho công việc của anh, cứ làm tốt công việc của mình đi đã. Công việc của em thì ổn thỏa quá rồi. Chị Trinh lúc nào cũng ưu ái em, cho nên mọi thứ đều ổn cả. Ý anh là công việc nội trợ này này, mới lên có tí chức thôi mà cứ khoe suốt. Em thấy vui mà. Thôi ăn đi.
Thật ra thì hôm đó ông Đạt cũng nói vài câu hơi khó nghe về chị. Ông Minh ông nghe được, thế là lao vào đống ông Đạt, không ai cản nổi. Nhìn cái gì? Ăn đi.